Đó, mà trời đất ơi, cái bông này tràn nước rồi. Ôi cha, mập mập quá trời mập luôn. Trời đất ơi là trời, hết nước nói ổng rồi. Ở nhà ủng hộ đội xanh ơi. Ở nhà ủng hộ đội đỏ ơi. Trời đội đỏ sao mạnh như vậy. Trò chơi này là gánh nước tưới hoa. Nhiệm vụ của các bạn là thay phiên nhau múc nước ở đây, đi lên cái ván này, leo lên này, tưới nước cho cây hoa. Trong lúc tưới nước là cây hoa phải vẫy hoa như thế nào để cho người ta lấy hình được cây hoa đẹp và đựng được nhiều nước là bên đó thắng. Múc ít nước thôi, nhiều nước đi không nổi đâu nha. Đừng có tham. Cầm cái xô lên, không được để xuống. Trời ơi, cái hoa quá trời cái hoa rồi. Ê trời trời, một đứa. Một xô thôi được rồi, một xô thôi. Ủa sao bên này nó đổ cũng chậm nữa vậy trời. Đổ xuống một cái rào. Nhảy đẹp quá. Yeah. Hai cái bông quá dễ thương. Nãy giờ tôi nói chơi vui cho vui vậy thôi. Chứ thi là mình coi có ai nhiều nước hơn bên đó thắng. Cho nên là các bạn đâu có biết đúng không? Hồi nãy tôi có ai nhiều nước hơn là cái bạn múc cho cố đổ vô rồi. Quan trọng là bây giờ chúng tôi sẽ đo mực nước. Đó. Nè bây giờ mấy cái này mới thắng nè, cái này mới thắng nè. Bây giờ ngồi xuống nào nhiều nước hơn đó thắng. Đâu ngồi xuống coi. Ngồi xuống. Đó. Ôi trời đất ơi. Cái bông này tràn nước rồi. Ôi cha, mập mập quá trời mập luôn. Trời đất ơi là trời, hết nước nói ổng rồi. Tội xanh chiến thắng. Bà con ở chợ Phù Đổng là một nhà, cho nên chơi như vậy hai đội đều vui hết. Hai bông hoa của Việt Cương hôm nay thấy là hai bạn quá chịu chơi, quá xuất sắc luôn, quá đẹp. Khi về coi hình vợ con ở nhà sẽ thốt lên, trời ơi phải chồng tôi không. Đại diện Việt Cô lên trao quà cho đội xanh. Cười tươi lên, giơ quà lên. Đứng im tại chỗ. Vỗ tay. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.